Ok, hello anh em, thì lâu lắm rồi tôi mới làm kiểu video hướng dẫn như này ha. Thì trước đó là đã làm hướng dẫn về Stone, thì bây giờ mình làm hướng dẫn AutoCAD. Thì cái AutoCAD này tôi làm hướng dẫn theo kiểu mà sơ bộ cho những anh em nào mới nhảy vô chơi, kiểu như là mới nhảy vô chơi thì sẽ nắm được trong game nó có những cái gì, các bạn biết cần phải làm gì, rồi sau đó các bạn phát triển lên thêm thì do kỹ năng của các bạn và do các bạn tính toán như thế nào đó tùy các bạn ha. Thì tôi không dám chỉ chuyên sâu, tôi chỉ những cái gì căn bản thôi để các bạn vô chơi các bạn nắm liền đó. Thì đơn giản giống như tôi hồi trước tôi mới vô chơi tôi không hiểu con mẹ gì luôn á, tôi không phải tự mày mò rồi mọi người chỉ tôi, rồi tôi về tôi phải coi này coi nọ coi người ta chơi như thế nào thì tôi rút ra được. Thì tôi làm lại cái video này cho cho anh em tham khảo, còn chuyên sâu thì anh em tự động tìm hiểu thêm đi ha. Rồi. Trước khi mình vào cái video thì tôi nói là cái độ dài của cái game này á, các bạn khi chơi nó không không giống Hearthstone. Thì Hearthstone thì các bạn có thể chơi 5 phút hoặc là 10 phút xong một trận, 15 phút, 20 phút, có thể 30 phút là rất là nhiều. Nhưng mà cái game này trung bình của nó là từ 30 phút tới 45 phút. Nếu mà bị cụ cưa qua lại á, hay nó cụ cưa qua lại kiểu lâu dài thì ít nhất là 40 phút, và nó dài cỡ hơn, có thể hơn một cái game Liên Minh. Đó là còn nếu mà mình so với Dota thì chắc cũng không tới đâu. Tại Dota thì tôi thấy là đa số nó đánh rất là lâu, khoảng 60 phút thì nó cũng cỡ nửa game Dota rồi. Nên các bạn kiếm một cái game nào ngắn ngắn để chơi giải trí á, giải trí thì được, nhưng mà kiếm cái game là ngắn thì nó không ngắn đâu ha, nửa tiếng cho một game. Ok, ít nhất là nửa tiếng cho một game. Rồi, bây giờ mình sẽ vô mình nói căn bản về cái game AutoChess cho anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái đầu tiên của nó là cái màn hình. Như các bạn thấy cái màn hình đầu tiên này, chúng ta sẽ có sơ bộ nè, mình sẽ nói về từng cái. Cái thứ nhất á, là chúng ta sẽ nói về cái phí cái thanh húp ở phía trên đó, SOD ở phía trên đó. Đó, cái thanh phía trên nha. Thì cái thanh này chúng ta sẽ nhìn từ bên trái qua thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là chúng ta sẽ có những con cờ, bấm vào đó thì nó sẽ hiện những con cờ cái mô đó. Nó tôi sẽ cho các bạn xem hình bàn cờ nhé. Cái thứ hai á, là chúng ta sẽ có tên của đối thủ, tên của đối thủ chúng ta mà chúng ta đang đánh á. Đó, tên đối thủ đó. Cái thứ ba là chúng ta sẽ có tên y cái số lượng con chết mà chúng ta được đặt trên bàn, con cờ mà chúng ta được ăn bàn á là 8 trên 8 con. Thì bạn thấy là 8 trên 8 con thì mới vô, bạn chỉ được 1 trên 1 thôi. Thì cái số lượng cờ này nó tăng theo cái tỷ lệ con lừa của các bạn nó lên level đó. Con lừa các bạn cứ lên một level thì sẽ tăng được một con chết ở trên bàn đó, mà càng về sau level sẽ càng khó lên đó. Thì bạn căng nâng level càng nhiều thì các bạn sẽ có nhiều con chết ở trên bàn, mà các bạn sẽ có lợi thế nhiều hơn đối phương, nhiều cờ hơn cũng là có lợi thế hơn rồi đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ có lượng tiền. Cái lượng tiền này sẽ đến từ đâu? Lượng tiền này sẽ đến từ win win cái match, and match cũng có, win match cũng có, rồi nó có lượng tiền bonus nữa. Thì cái này về chuyên sâu các bạn tự nghiên cứu nha. Thì tôi nói cả nó là video này đơn giản thôi, về cho các bạn hiểu thôi. Cái lượng tiền này các bạn dùng để làm gì? Dùng để lên level, dùng để reroll tướng. Lên level reroll tướng là chỗ nào đấy nữa tôi sẽ chỉ luôn. Rồi dùng để mua con chết, mua tướng á, hay gọi là mua tướng á. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhìn xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy cái thành SOD dưới, cái thành hấp ở dưới. Thì chúng ta sẽ nhìn từ bên trái qua thì chúng ta sẽ có cái hình chữ thập, hình thập có chữ quy đó, đó là cái dấu để chúng ta có thể mua cái con chết từ ở trong cái chỗ mà chúng ta mua ra đó, mua nó ra dục ở phía ngoài, hoặc là mua nó đi xung quanh những cái ô ở trên cái bàn mua, bạn muốn đặt đâu mà đặt đó. Đó là cái mua. Cái thứ hai á, nhìn qua cái bên là cái dấu mũi tên chỉ hướng chỉ xuống á, là các bạn mua con chết vô trở lại cái những cái ô phía bên trong, cái ô bên trong mình mua vô lại, nó chỉ có chức năng vậy thôi, mua vô lại thôi. Cái thứ ba, hình con ngựa mà bị gạch á, đó là các bạn bán con cờ của các bạn có thể bán nó từ ở trong mấy cái ô chuồng, hoặc là cái chuồng ngựa đó, giống như cái chuồng ngựa bán trong đó cũng được, hoặc là bán thẳng ngay ở trên bàn cũng được. Cái tiếp theo, reroll lại cái bản bản chết, hay là gọi là bản reroll, là bản tướng cho nó được căn bản ha, đơn giản đi, dễ lắm. Thì đến nữa chỗ bản tướng như nào thì tôi chỉ luôn. Kế bên là cái đó là lên level cho con lừa bạn đó.
đó thì nó tốn 5 gold, còn reroll chết là tốn 2 gold, còn tướng là tốn 2 gold ha. Và nhìn qua cái tiếp theo là chúng ta sẽ có ô item. Cái ô item này, cái item này từ đâu ra? Item này là từ các bạn đánh những con quái nó rớt ra. Còn khi mà bạn đánh với lại player khác thì nó không rớt ra nha. Bạn đã đánh quái nó rớt ra, các bạn lụm lụm những item này các bạn sẽ để đâu? Các bạn sẽ bỏ vô cho thằng hero là các bạn tin tưởng nó là ok mình sẽ chơi nó tới cuối cùng. Đó. Mình sẽ bỏ cho nó. Còn lát nữa mình sẽ nói về cái phần mà sâu sâu một chút về cái item này cho các bạn hiểu hơn, dễ các bạn dễ chơi nhé. Rồi, nhìn qua phía con lừa các bạn sẽ thấy là cái ô đó là ô level của con lừa. Đó. Các bạn muốn biết cái chỉ số mà muốn lên level của nó bao nhiêu, các bạn bấm Alternate ALT bấm cái cho nó hiện lên, đè xuống sẽ hiện lên cái số của level của cái số kinh nghiệm cần cần để lên level của con lừa. Thì các bạn sẽ dùng cái nâng level nãy như tôi nói chưa, nó bấm vô nó để nâng level trên cho con lừa. Thứ hai, các bạn nhìn vào phía bên tay phải, góc bên phải của cả thanh dài dài đó, đó là cái tên của player xếp hạng có bạn ở trên đó nữa đó. Các bạn thấy nhìn tôi đứng cuối bảng không, hay không, đứng đứng nhất luôn mà là nhất cư, đứng từ dưới điểm lên nó dự đó, người ta đứng phía trên mình đứng tốt dưới đó, một đứa ở đâu nữa chứ, nó là xếp hạng cho bạn ha. Thì nếu mà cái thanh màu xanh của bạn mà thuộc về không mà bạn fail thì thua. Nếu bạn đứng top trong ba người á, thì bạn sẽ được chia kẹo, cái người đứng thứ ba sẽ là người được một kẹo, người thứ nhất sẽ được ba kẹo, người thứ hai sẽ được hai kẹo, mà có nhiều trận thì người thứ hai sẽ được hai kẹo, người thứ nhất cũng được hai kẹo luôn, chắc bị lạc kèo. Hôm bữa tôi thấy trận đó chắc bị lạc kèo rồi. Rồi các bạn nhìn tiếp theo là cái thanh là xanh xanh này là cái thanh máu của con lừa. Nếu mà con lừa này của mình á, mà nó thuộc về không mà các bạn fail ha, nó easy rồi, vào với nó nhiều. Rồi nhìn bên góc trái cái màn hình mà hay để map á, để map của bạn thì nó để là cái những cái người chơi của các bạn nó nằm ở vị trí nào, thì các bạn hãy check qua những cái map đó, bạn coi nó vị trí nào để coi nó build như thế nào để mình, mà thường không có thời gian đó, các bạn chỉ lo tập trung vô build của mình thôi, build bên chat bên mình thôi, không có thời gian nhìn với nó đâu, ít có thời gian nhìn với nó lắm, trừ khi là bạn rảnh quá bạn qua đó mà nhìn đó. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái bảng chat nãy mà mình nói ha. Cái bảng chat này các bạn để ý nè, tên của hero thì các bạn đừng để ý, các bạn để ý cho cái phần mà phanh đỏ của tôi á, có cái phần phanh đỏ đó là các bạn thấy được cái gì, tên của hero nằm trên không, ở dưới là sẽ là F với Rui. Vậy là cái này là cái con này nó thi theo hai hệ là F với lại Rui đó. Và cái đội hình của nó thì các bạn, lát nữa tôi sẽ nói về cái đội hình ha, thì tôi sẽ nói kỹ nói sơ qua về cái đội hình. Bây giờ tôi sẽ nói về cái phần cái nằm phía dưới cái tên đó. Tôi sẽ nói về cái phần mà nằm dưới cái tên này cho các bạn để ý cái đó. Khi mà các bạn build cái đội hình là các bạn nên nhìn cho nó để dễ biết hơn. F với Rui là hai hệ F với Rui, Paul Saman, Choi Saman thì thằng này sẽ là Choi với lại Saman ở hai hệ Choi Saman. Choi Saman đó các bạn thấy không? Choi Saman, Choi Saman, Choi Block, Choi Block. Và tôi quên nói luôn một cái nữa là khi các bạn mua ba con giống nhau, hai con Shadow Saman và ba con Shadow Saman đi, thì các bạn sẽ nhập lại được một con level 2. Ba con level 1 sẽ nhập lên con 2. Ba con level 2 sẽ nhập lên con level 3. Đó, sẵn tôi nói luôn là vậy. Đây, Choi Saman, thằng này Choi Block thì nó dính được cái tag là Choi. Thằng này choi thì nó sẽ được hưởng cái passive. Cái passive là cái gì lát nữa tôi sẽ nói ha. Thì nói chung là anh em nhìn vô cái này, và nếu ví dụ mà có một con nào đó, ví dụ này không phải là human đi, human với mây đi, mà nó là một con warrior với lại warlock, thì nó sẽ được ảnh hưởng cái passive của con này là warlock và con này là warlock, hai con này sẽ cộng cộng cho nhau đó. Chủ yếu là vậy, đây là cái hệ không, đây là cái hệ của con chết cho mình, và mình sẽ dùng nó để build theo cái đội hình mà mình muốn chơi, thì nó hỗ trợ qua lại với nhau. Ok, đó. Cái phần dưới là cái phần tiền của con chết. Nếu anh em nhìn vô lựa con chết nào mà phù hợp với túi tiền của mình, nó tiền tiền thì anh em phải canh làm sao rồi mua sao cho hợp lý đó. Thì tiền thì có con là chỉ có một tiền thôi.
có con 2 tiền, có con 3 tiền, về sau những con kia, con Legendary là tới 5 tiền, con Epic là 4 tiền, con Epic là 4 tiền và con Rare là 3 tiền. Đó, nó cứ tăng theo. Mình có Common, rồi Rare, rồi Epic, Legendary. Đó, vậy đó. Tăng theo từ. Còn cái này là kiểu như là lát xích, xong rồi Rare, xong rồi sắp đứt lát xích, xong rồi Common, xong rồi Rare, rồi Epic, Legendary, chia ra vậy. Đó thì tiền cao nhất là 5 đồng, con chết cao nhất là 5 đồng, con chết nhỏ nhất là 1 đồng. Đó, nói đang mang mất công anh em lại không nhớ gì nữa, vô chơi khó lắm. Rồi anh em để ý cái hình ổ khóa nhá, cái hình ổ khóa đây này. Đấy, cái hình ổ khóa này khi anh em tên này anh em roll ra đúng cái con mình cần đó, mà được mà cái tên sao tự động nó sẽ reroll, sẽ mất hết những con này. Anh em muốn giữ nó lại thì anh em bấm vô ổ khóa này, tên sao lúc mà enter tên đánh xong cái trận đó thì cái mấy con này nó sẽ giữ nguyên, nó không bị mất. Tại vì thường enter nó thì nó sẽ tự động reroll là mấy con này sẽ biến mất. Thì anh em chưa đủ tiền để mua thì anh em muốn giữ lại mua, ví dụ anh em đang cần hai Shadow Shaman đó, mình chưa đủ tiền mua, mình bấm lock lại, bấm ổ khóa này ở chỗ lock lại, rồi xong rồi mình mua tên sao mua xong nhớ mở unlock nha ông nội, mấy ông nội mua xong mà cứ bấm lock vậy là tên sao sẽ mất một cái đợt reroll miễn phí. Không, mình phải nhớ cái vụ này không là chết. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái Baxi, nãy mình nói với anh em là hai hệ đây, anh em nhìn vô cái bảng hai hệ dưới đây này. Đó, cái vụ này Undead này, đó nó ghi là sao Undead, nếu mà bạn có hai con Undead, hai con Undead nha, hai con Undead thì nó sẽ được cộng cái gì, nó sẽ ghi dưới đây, bốn con Undead nó sẽ được cộng cái gì, nó sẽ ghi đây. Các bạn để ý nhiều hơn ha, ví dụ bạn trên bàn của bạn có hai con Undead thì nó sẽ được cộng với nhau. Giống như nãy tôi nói các bạn là hai con trâu với Shaman, trâu với là Warlock đó, thì nói chung là nó dính bởi cái hệ trâu, hai con nó dính cho trong đây nè. Các bạn này sẽ để ý cái phần mà trước đó, nhìn chỗ Hero này sẽ có hai cái hệ đó đó. Cái tại con chết á là nó sẽ có một cái phần gọi là skill, skill của nó là skill tự động ở chơi, và hai cái ô đầu tiên là hai ô Baxi đó. Như con này là Nai với lại cái con Abaddon này là Nai với lại Undead ha, thì các bạn sẽ kiếm một cái con mà hai một cái con mà một hai con chết khác, hoặc là các bạn kiếm một hai con chết khác nó có hệ Undead và hệ Nai thì con này sẽ được hưởng cả hai cái đó, hoặc là con khác nó cũng sẽ được hưởng được hai cái đó nếu mà con nó cùng hệ với Abaddon, là vừa có Undead vừa có Nai đó. Vậy ha, cũng dễ hiểu lắm, cho một thời gian thì anh em sẽ hiểu, nhưng mà tôi hướng dẫn thì anh em sẽ chẳng sẽ nắm nhanh hơn cái việc mà tôi tự chơi hồi xưa tự mò. Đây còn về item, item thì tôi nói với anh em là anh em hồi xưa tôi đánh ngáo ngáo, tôi không biết item tôi có gì, tôi cũng bỏ vô hết, bỏ mỗi con miếng miếng, nhưng mà sau khi bấm vô thấy chữ show combine này là kiểu như là kết hợp à. Đó, anh em lượm item này mà anh em thấy vô trong cái khiên này, trong cái khiên này đó, anh em bỏ vô con S. Anh em nào chơi Dota rồi á thì sẽ nắm được rất là dễ, tại vì anh em biết cái item này sẽ lên từ cái nào được cái nào, từ cái van qua cái này sẽ lên up lên được cái van qua, mà từ cái van qua từ cái này up lên qua sẽ cần item nào thì anh em dễ biết hơn đó, thì nó sẽ đặt cái bảng này đó, cái bảng phía bên góc bên tay trái đó, nó sẽ ra cái này, nó không phải từ cái van qua nha, cái này là tôi ví dụ thôi, nó sẽ ra cái bảng này thì anh em bấm vô đó nó sẽ chỉ ra được cái món nào kết hợp với đó ra cái được cái van qua lúc đầu đó. Thì ví dụ mà anh em lượm được cái khiên đó, anh em giục vô cho con ST, xong rồi anh em lượm thêm cái nhẫn, lượm thêm một cái nhẫn khác, một cái nhẫn hồi máu rẻ tiền, anh giục vô cho nó thì nó sẽ kết hợp thành cái Vanguard, thì con S của bạn sẽ trâu hơn, con chết của bạn sẽ càng ngày càng trâu hơn. Đó là sự kết hợp item, các bạn nhớ để ý nha. Đó, và khi mà nói thêm là khi mà các bạn để ý, như cái màn hình này các bạn nhìn nè, có chiếc nhẫn là cục mana mà các bạn để chung á, các bạn lụm mà các bạn chưa bỏ, bạn lụm ở trên bàn á, rồi mấy món quà nè, mấy gói quà trên bàn các bạn thấy không, nó hai gói quà các bạn lụm mà vô tình các bạn lụm được chiếc nhẫn với lại cục mana này cùng một lúc thì nó sẽ tự động ráp ráp lại thành cái cục này, cục chính giữa này,
mà các bạn sẽ không thể nào gỡ được. Tôi vẫn chưa tìm cách để mà tôi gỡ ra được, tách ra được. Tôi vẫn chưa tìm mà hiểu là cái cách để tách cái hai cái đó ra. Nhưng mà nếu mà các bạn vô tìm lượng được thì nó dính lên luôn. Đó, tôi vẫn chưa tìm cái tách ra vậy. Đó. Ok, một cái bổ sung nho nhỏ nha. Tại vì hôm qua tôi đã làm xong gần xong cái video rồi, nhưng mà hôm trước đọc cái comment của một bạn tên là Nuka ở trên cái channel của tôi đó, thì bạn có góp ý thêm một số cái về cái nhỏ nhỏ và rất là quan trọng của cái game này thì các bạn cần phải nắm ha. Thì như là ba con warrior, ví dụ ba con warrior thì không cùng loại thì nó mới kích hoạt cái hiệu ứng passive nha. Ví dụ như là các bạn vô thấy những cái khiên trên đầu của con warrior thì nó cộng armor cho những con warrior như là những con minion khác trong trong team á, thì phải là ba con khác nhau. Ví dụ bạn để ba con S thì nó sẽ không cộng. Ví dụ con S, một con S, một con Husky là một con gì đó cũng là thuộc warrior luôn á, thì nó sẽ cộng. Đó, tương tự những con buff khác. Nếu mà trùng tính á, nếu nếu trùng á, không tính thì mà dư thì nó vẫn được hưởng buff. Ví dụ ba ba warrior mà có bốn warrior thì con thứ tư dù trùng hay không trùng thì vẫn được buff luôn đó. Ví dụ rồi thêm một cái nữa thì các bạn nhớ là hai ruy level 1 cùng loại cộng một ruy bất kỳ gộp lại sẽ được một con ruy level 2 và một con cái con ruy còn lại. Cái ví dụ đơn giản nhất các bạn biết là hai con nai là con hai con chính xác đó, với lại một con cây cây là con trên đi, con trên level 1 là thì khi quăng lên quăng cái lên cái bàn á, cái bo á, thì nó sẽ ra một con nai level 2 và một cái con cây trên level 1. Đó, đó là một cái cách để mà chúng ta ráp, hình như mà cái này chỉ với đối với rui thôi thì phải. À, hai con rui level 3, hai con rui level 2 cộng với lại ba con rui khác nhau còn lại thì sẽ ra một con rui level 3 và ba con kia. Đó như là một cái trick để các bạn biết những cái các bạn nên làm đó. Như vậy thì chúng ta chỉ cần 6 con rui là có thể lên được con level 3. Lát còn lại thì tới 9 con được nó mới ra level 3 ha. Cái này chỉ làm những cái rui thôi. Thì mỗi 10 vàng sẽ được cộng 1 xu. Tối đa sẽ được cộng 5 xu. Từ cấp 7 trở lên thì sẽ được thì nên để dành nó bạn nói là từ cấp 7 trở lên thì chúng ta để dành 50 xu để được thưởng thêm 5 xu mỗi round. Đó. Rồi mấy con chest kiểu như là chest này á là nó kiểu như là bỏ chung vô một cái hộp. Như bạn nói đó là bỏ chung một cái hộp đó là 8 đứa sẽ dùng chung cái hộp đó là kiểu như cái con nào được mua nhiều nhất thì cái con đó sẽ không xuất hiện. Đó, bởi vậy nếu mà mình có thời gian mình sẽ để ý cái đối thủ nó mua cái gì mình sẽ mua con đó. Mình mua con đó dù mình không chơi nhưng mình vẫn mua. Đó mình mua, nếu mình mua xong rồi nếu mà nó mua không được thì mình bán nó đi cho thằng kia nó không nâng cấp lên được cấp cấp 2. Bây giờ nhiều lúc hả tôi chơi con Husky. Tôi chơi con Husky nó cứ level 2 hoài luôn, thiếu một con. Tôi thiếu một con Husky nên không thể nào tăng level 2 được, nó cứ level 1 1 hoài luôn mà hai con. Rất là bực. Cần thì bạn bán mấy con trùng đi, mấy con mà không xài đi thì nó vẫn hoàn lại đúng 100% giá nên cứ nghiên cứu chiến thuật rồi quất cái tụi kia thôi. Thắng liên tục thì được cộng từ 1 đến 3 xu mỗi ván, thua liên tục cũng được cộng từ 1 đến 3 xu mỗi ván. Có khi thua thì tốt hơn thắng vì thắng cần nhiều xu hơn hoặc may mắn. Thua thì mất máu nhưng vẫn giữ được xu. Ví dụ như mấy thằng mà chơi mây hay trôi á thì thấy mà có một ít máu mà sống tới cuối game có khi win luôn. Đó kiểu vậy. Đó thì cái này là tôi nói thay việc lại những cái lời mà các bạn Nuka nói thì bạn đó chia sẻ một số kinh nghiệm cũng khá là hay, tôi nghĩ là cũng khá là hay cho anh em kiểu như là mới chơi anh em hơi nắm, ngay cả tôi còn chưa rành nữa mà bạn nói có nhiều cái tôi thấy cũng rất là hay tôi cũng chưa nắm được. Đó là những cái mà tôi bổ sung vô thêm cho cái video này. Và một cái nữa là các bạn sẽ mua carrier. Carrier thì các bạn nhìn bên góc trên phía tay trái trên góc màn hình có hình ngôi nhà, nó kế bên cái cúp á có hình ngôi nhà có cái ống nhòm mà các bạn bấm vô đó. Và các bạn coi các bạn đủ kẹo chưa, kẹo kiếm từ đâu, kẹo kiếm từ các bạn win game thì cho kẹo, kích tích được kẹo thì các bạn sẽ mua được courier, mua được cái con thay vì bạn sử dụng cái con căn bản nó cho là con lừa con rokey thì sẽ bạn sẽ được mở ra một cái con khác như là con rồng hoặc là một cái máy rút tiền có hàm răng lởm chởm này nọ vậy thôi. Đó, tôi bổ sung như vậy để cho anh em biết. Ok ha. Ok thì đó là những cái hướng dẫn căn bản của mình về cái game
AutoCAD này thì nếu các bạn muốn nâng cao thì các bạn phải tự tìm hiểu thôi, chứ giờ hướng dẫn nâng cao thì nó rất là nhiều thứ, kiểu như là build đội hình nào thì các bạn cố gắng, các bạn chơi nhiều thì các bạn sẽ biết đội hình nào mạnh ha. Thì hiện tại thì đội hình tôi đang chơi, tôi rất là thích chơi đó là đội hình Warrior, Elemental và Hunter chung một đội hình đó, thì tôi thích đội hình đó. Thì anh em có thể build theo đội hình đó chơi cũng được, hoặc là chơi đội hình khác cũng được, tùy anh em. Thì anh em nếu mà thích video này hãy bấm một like, và nếu mà anh em nào có những người bạn mà muốn chơi game này á thì hãy share video này cho họ để họ coi được, nắm được căn bản của cái game đó, thì để họ có thể vô chơi game cùng chúng ta một cách dễ dàng hơn. Vậy thôi, rồi cảm ơn mọi người đã ngồi xem video của gà. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.